Đi một chút đi. Pháp sư à, có địa ngục thật sao? Nói có cũng được, nói không có cũng được. Nếu hết lòng hành thiện thì chẳng có địa ngục, nếu như không ngừng làm ác, cửa địa ngục cũng nhân đó mà mở. Theo lời ngài nói, có địa ngục thì có cõi Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà chỗ đó là chỗ nào? Nếu không ngừng làm ác, cõi Tây Phương Cực Lạc sẽ cách con 108.000 dặm. Nếu dốc lòng hành thiện, cõi Tây Phương Cực Lạc ở ngay trước mắt con. Pháp sư, nếu như muốn làm việc xấu nhưng việc làm lại không thành, có thể sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc được không? Tâm tưởng tội nghiệp, đem sám hối. Pháp sư, phụ vương dặn đem viên minh châu này tặng cho ngài. Xin hỏi ba vị hoàng tử, ở trên đời này còn có vật gì quý giá hơn hạt minh châu này chăng? Viên minh châu này có thể chiếu sáng vạn vật trên đời, ở trên đời này không có bảo vật nào có thể so sánh với nó được. Chỉ có đức hạnh của pháp sư đây mới có thể giữ được nó mà thôi. Còn vị thái tử, những gì tôi muốn nói đều bị Dương Huynh nói hết rồi. Ánh sáng bảo châu chỉ chiếu được người khác, không thể tự chiếu. Con nghĩ rằng trên thế gian quý giá nhất là trí quang. Trí quang là sao hả? Trí quang tức là ánh sáng của trí huệ, không những chiếu sáng nội tâm của con người mà còn phân biệt được phải trái. Vạn vật chi trung, hà vật vô tướng. Vạn vật chi trung, bất khởi vô tướng. Vạn vật chi trung, hà vật tối cao. Nhân ngã tối cao. Hà vật tối đại. Pháp tánh tối đại. Quân Vương tặng cho, tâm tôi đã nhận. Pháp sư à, tôi có thể thay mặt quân Vương một ngày bữa cơm chăng? Cũng được. Xin mời. Ngươi nhìn ngoài cửa sổ, có phải có nhiều việc đang suy nghĩ không? Cơ không dám nghĩ, không dám nghĩ. Pháp sư nhắm mắt ngồi thiền, chẳng phải cũng có nhiều việc đang suy nghĩ sao? Quá khứ đã thành sự thật, tương lai không có gì đáng suy nghĩ, chỉ suy nghĩ bụng không no được đâu. Hả? Thức ăn chay tuy thanh đạm, nhưng nếu ngày nào cũng như thế, chỉ sợ thiếu chất dinh dưỡng, suy nhược cơ thể. Bò khỏe mạnh như vậy, có phải bò cũng ăn cỏ mà sống không? Kết cấu trong cơ thể con bò khác với con người, sự dinh dưỡng cần thiết cũng khác mà. Ta từ nhỏ đến nay đều là ăn chay để duy trì thể lực. Răng của người và bò đều giống nhau. Thật ra con người ăn thịt là vi phạm phép tắc tự nhiên. Con người linh tri hơn vạn vật, làm sao có thể đem so sánh với cầm thú chứ? Tôi nghĩ những con vật lưng hướng lên trời đều có thể ăn được cả. Vậy thì ngay cả anh ta cũng có thể ăn được sao? Ngươi ra ngoài đi. Dạ. Xem ra trí quan của Tam Thái Tử lúc sáng lúc tối, nếu có thể bỏ đi tạp niệm, chuyên tâm tu hành, tương lai tất có thể hoằng dương Phật Pháp, phổ độ chúng sanh. Tôi và pháp sư không giống nhau. Ngài từ nhỏ tu hành, còn tôi là thái tử. Tôi nghĩ đời này tôi không có duyên với Phật đâu. Được rồi, tất cả tùy duyên đi. Đã. Lúc chưa sanh ta, ai là ta? Khi sanh ta rồi, ta là ai? Lúc chưa sanh ta, ai là ta? Khi sanh ta rồi, ta là ai? Lúc chưa sanh ta, ai là ta? Khi sanh ta rồi, ta là ai? Vậy nghĩa là sao chứ? Mô Phật, Bát Nhã Đà La Pháp Sư có ở đây không?
Có, mời vào. Một lại được rồi. Ai kêu ngươi đi xuất gia? Ca Năng đại sư kêu con đi xuất gia. Một chút chủ kiến cũng không có, chẳng lẽ ngươi không tự phát tâm sao? Nói lại một lần nữa. Là tự mình con muốn xuất gia. Ôi đau quá. Không biết tôn sư trọng đạo chút nào cả, tự mình chủ trương, cho ngươi thêm một cơ hội nữa đó. Hả? Xem ra tánh ngươi đơn thuận, có chút thiện căn, ta nhận ngươi làm đệ tử đó. Hả? Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Còn ngươi, vì sao lại muốn xuất gia? Ngươi có phải là bị câm đâu, tại sao lại không nói? Bất cứ câu trả lời nào cũng không nói lên được tâm cầu Phật của tôi. Chỉ bằng tôi không nói. Tốt. Nếu như người đã có quyết tâm cầu Phật thì hãy đi cất một cái thất để tự tu trước, xem như lòng thành. Cuối cùng thì đã làm xong. Sư phụ. Hả? Rõ ràng là đã làm xong, sao lại dỡ bỏ? Đệ tử ngu muội, tốn thời gian dài như vậy mới cất được thất để tự tu. Vậy cũng nói là cất xong sao? Nói cất xong rồi là không đúng, phải nói là tìm được rồi mới đúng. Phật đạo tu hành ở tại tâm. Đi theo ta. Vào thứ nhất, đoạn trừ tất cả phiền não. Vào thứ hai, thể tu tất cả pháp lành. Vào thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Từ nay cho con pháp hiệu là Đạt Ma. Hãy nhớ, 67 năm sau khi ta chết đi, con mới có thể đến Trung Quốc. Đừng nên quá nôn nóng. Sáu mươi bảy năm sau. Chuyện gì vậy? Lùi ra! Lùi ra! Lùi ra! Lùi ra! Tránh ra! Ra! Đi! Tránh ra! Tránh ra! Người xuất gia suốt ngày chẳng làm gì cả, chỉ nhận sự cúng dường của dân chúng, chỉ biết nghiên cứu giáo lý. Nhưng Phật là gì? Ai có thể giải thích cho ta hiểu hả? Đi! Ra ngoài! Chỉ toàn là mê tín, nhắm mắt làm theo. Toàn bộ hoàng tục không được trở lại cửa chùa. Dạ. Tất cả luôn ra. Dạ. Đừng đánh nữa mà. Trời ơi. Đừng đánh nữa mà. Quá. Ngừng tay. Ngươi từ trên không xuống, động tác như bay. Thật ra ngươi là ai? Chánh hay tà? Nếu quần dương có thể phân biệt được chánh tà thì sẽ không bài bác Phật giáo. Xem ra ngươi nói rất hay. Tuy tôi không hiểu biết được nhiều, nhưng có thể giải thích được nỗi nghi hoặc ở trong lòng ngài. Phật là gì? Kiến tánh là Phật. Kiến tánh ở đâu? Tánh ở nơi dụng. Lúc dụng xuất hiện ở đâu? Nếu hiện ở đời thì có 8 nơi. Là 8 nơi nào? Tại thai làm thân, ở đời làm người, ở mắt thì thấy, ở mũi biết mùi, ở miệng nói năng, ở tay cầm nắm, ở chân chạy nhảy. Lúc thấy khắp thì nhỏ như hạt di trần. Người biết nó là Phật, người không biết lại là ma. Quân Dương có lãnh ngộ được chăng? Nếu chưa có thì bần ta nguyện chết trước mặt Quân Dương.
Ngươi quả nhiên là thâm hiểu đạo Phật. Thầy của ngươi là ai? Chính là Bồ Đề Đạt Ma, tam thúc của ngài. Đạt Ma đại sư, ngài như vậy rồi bỏ đi sao? Thiện môn không được vô lễ. Là ông ấy vô lễ thôi. Thiện môn hay là các thầy tiếp đón Đạt Ma đại sư có chỗ nào đó không được chu đáo? Dạ không có. Vậy thì sao đại sư không giảng kinh? Làm sao con biết được? Đạt Ma đại sư chỉ mỉm cười rồi bỏ đi. À, con hiểu rồi. Thầy hiểu cái gì? Chắc là chư tăng Ấn Độ giảng kinh không cần dùng miệng. Thầy ấy không dùng miệng thì làm sao nói chuyện? Khoan đã, đại sư huynh, người đó không phải là thầy tăng Ấn Độ sao? Nói cho các thầy biết, ở trong bùn nhơ mọc ra hoa sen thanh khiết. Các thầy chỉ có thể hái cành hoa tinh khiết đó thôi, tuyệt đối không được lấy bụng bẩn, nhơ nhớp. Không ngờ đại sư huynh ứng khẩu là có thể ngộ đạo được. Hoa sen xanh trong bùn nhơ cũng có thể lấy, bỏ sự xấu xa, lấy cái cốt, tủy, tuyệt. Bất biến tùy duyên bất biến. Bùn có thể mọc hoa sen, cũng là bùn tốt. Cái gì? Bùn mà cũng có thể lấy được sao? Theo lời đại sư nói, và mọi việc há không có định luật sao? Đồ vật hư cũng có thể lấy được sao? Vậy là lý gì chứ? Không xấu, không tốt, do người mà có khác. Hình như cũng có lý đó. Thầy biết cái gì chứ? Bây giờ tay thầy nắm thành quyền hay là quyền nắm thành tay? Hả? Lý này cũng giống như là trứng có trước hay là gà có trước. Trứng có trước. Không có gà thì làm sao có trứng được chứ? Gà có trước chứ. Trứng có trước. Không có trước sao? Cả hai đều đúng. Phải nhìn xem tạo hóa mà định. Ê, con hiểu rồi. Ngươi lại hiểu nữa hả? Ngươi hiểu cái gì chứ? Đại sư nói là tất cả tùy duyên, không nên chấp trước. Kẻ bình thường tùy duyên tức biến, người ngộ đạo tùy duyên bất biến. Nói tới nói lui lấp lửng nước đôi, tôi không hiểu được đâu. Tốt nhất thầy nên đi tìm một người có thể khiến thầy hiểu trước đã. Nói cả buổi trời, tôi nghĩ người đó chính là ngài đấy. Chẳng phải tôi, mà chính là thầy đó. Đại sư à, có thể coi là ngài đã liễu ngộ. Như vậy tôi xin hỏi ngài, sau khi chết sẽ đi về đâu? Không biết được. Ngài mà cũng không biết sao? Bởi vì ta vẫn chưa chết. Vào phòng thiền không được nói chuyện. Dạ sư huynh. Trong đó tọa thiền 3 ngày 3 đêm. Đèn rồi. Sao thầy lại nói chuyện? Chúng ta không được nói chuyện đó. Chỉ có tôi là không nói gì hết. Hả? Đại sư ngài làm gì vậy? Các thầy đang làm gì? Chúng tôi đang ngồi thiền làm Phật. Ta mài ngói làm gương. Mài ngói mà có thể làm gương? Ngói không thể mài thành gương, tọa thiền há có thể thành Phật được sao? Vậy làm sao mới có thể thành Phật? Cần nên biết, Phật không có cái hình thái nhất định, và thiền cũng không phải là ngồi hay nằm.
Các thầy chỉ biết ngồi thiền mà không hiểu vì sao lại phải ngồi thiền. Như vậy vĩnh viễn không bao giờ kiến tánh. Vậy làm thế nào mới có thể kiến tánh? Tu tập từ trên căn bản. Thế nào là căn bản? Tâm là căn bản. Tội từ tâm sanh, cũng từ tâm diệt. Tất cả thiện ác đều do tâm mà có. Nếu ngay cả lý này mà cũng không thông hiểu, chỉ hạ thủ công phu phiến diện bên ngoài, thì thật là lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian hả? Đại sư. Hoàng thượng công việc rất nhiều, nhưng vẫn muốn dành chút thời gian cùng Đạt Ma đại sư thảo luận Phật pháp, thật là công đức vô lượng. Không ngờ chư tăng Ấn Độ nghèo đến nỗi không có lấy đôi giày để mang nữa. Gió thổi linh động. Bần tăng nghĩ là tâm của hoàng thượng đang động. Lời của đại sư nói thật là có lý, không uổng công trẫm gặp đại sư hôm nay. Bần tăng còn ở nơi xa đã nghe vua của Lương Triều có tên là Bồ Tát Hoàng Đế. Bần tăng theo thuyền đến đây cũng là vì hoàng truyền Phật pháp. Đại sư đến thật đúng lúc. Trẫm từ lúc đăng cơ tới nay xây chùa, tạo tượng, biên chép kinh sách, cúng dường vô số chúng tăng. Xin hỏi đại sư, trẫm có công đức chăng? Không công không đức. Hả? Cũng giống như cái bóng của đồ vật. Nói nó có, nhưng trên thực tế lại không có. Như vậy trẫm phải làm việc gì mới gọi là công đức? Người đắc đạo hoàn toàn trong sạch mới gọi là có. Thứ công đức đó trên đời này cầu không được đâu. Xin hỏi đại sư, trên đời này có Phật hay không? Không có. Là một vị tăng, ngài có biết chính mình là ai hay không? Không biết. Lời nói thật không ăn ý. Người đâu? Tiễn khách. Nè nè, ông ta là ai vậy? Ông ta là vị tăng người Ấn Độ đó. Ôi trời ơi, đi lẹ lên, đi xui xẻo lắm đó. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Ê, cẩn thận đó, tại em vậy. Trương, hả? Anh cho thuyền chạy mau lên đi, phía sau đang đi đến là một vị tăng người Ấn Độ đó. Trời ơi, người Ấn Độ dơ dãi lắm, ăn cơm dùng tay bóc đó. Đúng rồi, đi vệ sinh hả cũng dùng tay. Ê, lao nữa. Ông ta còn bồng con gái nữa kìa, chạy lại bồng đi, nhanh lên. Hả? Ê, hở chỗ đầu. Lẹ lên đi. Nè, phía sau, lẹ lên đi. Lẹ lên. Rồi đi. Sao không để cho ông ta lên thuyền này? Tội nghiệp ghê ha. Anh hiếp ông ấy là người phương khác đến. Giờ của mình ông ấy đó. Coi, trời sắp tối rồi đó. Tôi biết rồi. Nếu ông ấy không đi được chuyến này chắc là phải chờ đến ngày mai rồi. Thôi mặc kệ đi. Anh xếp, ông ta ngồi chờ kìa. Cho dù có chờ tới ngày mai, tôi cũng không có cho ông ta lên thuyền của tôi đâu. Đúng, nói rất đúng. Hả? Trời ơi. Con gái của anh bị rơi xuống nước.
Nè, đừng sợ, đừng khóc, cha con sắp sửa tới rồi. Nên biết rằng kiếp này làm chim đều do kiếp trước tạo nghiệp. Trúng tên bị thương cũng là do nhân quả tuần hoàn mà ra. Cho nên trong lòng ngươi cũng đừng có oán hận. Ta truyền tam quy y cho ngươi, sau này làm người nhớ tu hành. Bay đi. Anh đang tìm con mồi săn được có đúng không? Đúng vậy. Một mũi tên của anh có thể bắn được mấy con? Một con. Có lúc may mắn thì tôi bắn được hai con. Hai con. Vậy có nghĩa là nhất tiễn hạ sông điêu đó hả? Ta nghĩ không đâu. Nếu may mắn một chút, có thể bắn được con vật đang mang thai nữa. Thì đúng rồi. Như vậy không phải là hai con đâu. Ta chỉ có thể bắn được một con. Nhưng ta bắn con vật đó thì ngàn vạn chúng sanh sẽ được sống an lạc. Là con gì vậy? Chính là anh. Là tôi à? Nếu tôi không sát sanh thì người khác cũng làm. Máu thịt thảm thê đủ vị ngon, chung quy thống khổ hận khó bài. Tự hỏi nếu mình nơi chốn ấy, ai dám cầm dao cắt tự thân? Không trí đại sư. A Di Đà Phật. Không trí đại sư. A Di Đà Phật. Không trí sư huynh nổi tiếng khắp nơi, quả là đạo cao đức trọng ha. Chúng ta tu tập Phật pháp không nên có tâm được hay mất, tham vọng danh tiếng thì sẽ có hỷ nộ ái lạc. Người xuất gia cần phải vượt qua thiện ác đắc thất mới có thể tứ đại giai không. Sao vậy, sao vậy hả? Ôi lạ quá ha. Vị tăng Ấn Độ này cũng chẳng có gì đặc biệt hết. Dạ, của ông ta đen hơn người khác đó. Nghe nói Phật pháp của ông ta rất cao thông. Cái gì mà nói, anh họ tôi từng mắt nhìn thấy ông dùng cây lao bay qua sông đó. Thiệt sao, tốn tin đâu. Vị này là Đạt Ma đại sư đúng không? Bần tăng không trí, giáo lý hiểu không nhiều, xin đại sư chỉ dạy. Tâm Phật cho đến chúng sanh cả ba đều không. Hiện tượng trực tánh là không. Không thánh, không phạm, không thí, không thọ, không thiện, không ác, tất cả đều là không. Có đúng chăng? Sao ngài lại đánh người? Người nói tất cả đều là không thì làm gì có đau? Nhìn những vật không nhìn thấy, nghe những âm thanh không nghe được, biết những sự việc không biết được mới là chân lý. Ê, sao ông đánh người rồi bỏ đi sao? Sư đệ, sư huynh, huynh bị ông ta đánh cho đi rồi hả? Đừng nói nữa, ngôn ngữ khó có thể nói hết, chỉ có thể dùng tâm để cảm nhận thôi. Đã quỳ trong tuyết 3 ngày 3 đêm rồi, có điều gì muốn cầu xin? Cầu xin đại sư an tâm cho con. Tâm con bất an hay sao? Tuy con dốc lòng cầu đạo, nhưng có lúc tâm lại bất an. Đem tâm ra đây, ta an tâm cho. Con không tìm ra cái tâm bất an của mình. Ta đã an tâm cho con rồi đó.
Xin đại sư nhận con làm đệ tử. Con cầu pháp với ta, sao không tỉnh ngộ chính mình trước? Nhược tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Nhược tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Con đã quyết tâm chặt đứt cánh tay để cầu pháp, vậy còn gì mà không được chứ? Đây ta cho con pháp hiệu là Huệ Khả. Ê, mau! Tiền nhân vào hôm nay khoảng hơn 300 lượng đó. Đạt Ma đại sư ngồi ở động phía sau đã 9 năm trời, không ngờ lại mang cho chúng ta nhiều phúc lợi như vậy. Sư đệ à, ngày mai em dẫn theo người đem số tiền nhang dầu để đi khắp nơi. Dạ. Vậy thì mau lên đi, sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường đó. Dạ. Hả? Mấy người là ai vậy? Mấy người là gì vậy? Không được đâu, mấy người phải cổng nhân quả đó. Bọn ta sẽ cổng bao tiền. Thí chủ à, không dám nhận, không dám nhận. Đi. Đánh nhau bên kia kìa. Thí chủ. Ngừng tay! Thánh địa cửa Phật, thí chủ không nên bạo động. Có câu không nể mặt già sư, nể mặt Phật. Nể mặt Phật gì chứ? Ngay cả mời Phật tới đây, ta cũng không nể mặt đâu. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Các người nhìn kìa, hả? Bọn hòa thượng này ngày thường chỉ biết lại Phật thôi, hôm nay lại quỳ lại dưới chân của ta, hả? Đại ca, không phải họ lại huynh đâu. Ông ta là ai vậy? Ông ta chính là Bất Đảo Ông ở trong hang núi đó. Bất Đảo Ông à? Hôm nay phải cho ông ta đảo ngay mới được. Thằng khốn này, mày muốn ăn một mình hả? Đại ca, đừng kêu ta, ta phải giết chết ngươi. Dạ. Huynh đệ tương tàn, tự thực kỳ quả. Tiến lên. Thật là tức chết, một đá bằng hại. Đi. Cũng kịp. Thank you.
thi chủ, nếu ông thật sự cần thì ông hãy lấy đi. A-di-đà-phật. Chư huynh đệ, sức khỏe của các vị yếu kém, trước khi ta ra đi, ta đem một số phương pháp tập luyện gân cốt truyền cho các vị, để các vị có sức khỏe cường tráng. Võ công và văn tự cũng giống nhau, có mặt động và có mặt tịnh của nó. Thật ra, những biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, như ăn cơm, ngủ nghỉ, cũng không rời khỏi phạm vi đó. Quý vị muốn tham ngộ thiền cơ, thì phải dụng tâm mà quan sát nó, đưa tay ra, giơ chân lên, cũng đều phải có ý thiền tồn tại. Thiên Thánh Tự. Ta sắp trở về Ấn Độ rồi, các con đem tâm đắc của mình học được, nói ra nghe coi. Văn tự chỉ là biểu hiện của Phật Pháp, không nên chấp trước văn tự, nhưng cũng không thể rời xa văn tự. Đây là dụng của đạo, còn được phần gia của ta thôi. Chỗ hiểu của con giống như ngài A Nam thấy nước Phật A Súc, sau khi thấy bèn liễu ngộ thật tướng, quát nhiên minh bạch, không cần gặp lại. Con lãnh hội được nhiều hơn đạo phó một chút, nhưng chỉ được phần thịt của ta. Địa thủy hỏa phong đều là không, mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi nếm, thân cảm thọ cũng không thật có. Chỗ thấy của con không một pháp nào tồn tại. Con cũng chỉ đạt được phần xương của ta thôi. Huệ Khả, còn con. Chính là như vậy, xem như con đạt được phần tủy của ta. Kẻ hiểu không nói, kẻ nói không hiểu. Huệ Khả, bây giờ ta đem y bát truyền cho con, để làm tín vật truyền pháp. Con chính là nhi tổ của Thiền Tông. 200 năm sau, khi ta diệt độ, y bát truyền đến lục tổ, không cần tiếp tục truyền nữa. Khi đó pháp môn của Thiền Tông đã truyền đi khắp nơi, nhưng mà người biết thì nhiều, còn người thực hành thì ít. Người thuyết đạo nhiều mà người ngộ đạo ít, kẻ thuyết lý nhiều mà người ngộ lý thì ít. Cho nên con không được coi thường những người chấp mê bất ngộ. Bất cứ kẻ xấu nào trong một khoảnh khắc cũng có thể bỏ ác theo thiện. Bốn cuốn kinh Lăng Già này là pháp yếu tối cao của Phật tổ, có thể dùng để khai ngộ thế nhân. Bây giờ giao hết cho con. Con hãy nghe đây. Ngô Bổn Lai Tư Độ, truyền pháp cứu mê tịnh, nhất hoa khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Đại sư, ngài định đi đâu vậy? Thì ra Diệu Hương Trang, ta đang định đi về hướng Tây. Sao đại sư đi chỉ có một mình? Ông về là biết thôi. Hả? Một chiếc giày cỏ. Diệu Hương Trang, sao đích thân đưa hàng tới vậy?
Không còn cách nào khác, bây giờ bốn phương hương quả thịnh hành, tôi có người giúp việc duy nhất cũng đã làm ông chủ rồi. Nè, để tôi giúp cho ông nha. Không cần đâu. Ở chiều hôm qua trên đường đi tôi gặp Đạt Ma Đại Sư. Không thể nào đâu, Đạt Ma Đại Sư đã nhập viện hơn 3 tháng nay rồi. Không thể nào, tôi thấy rất rõ trên đầu thiền trưởng của ngài còn có một chiếc dây cỏ mà. Nè nè nè, về truyền thuyết, tổ sư Đạt Ma mang theo một chiếc dài đi về hướng Tây. Hoàng đế sau khi nghe được tin này, để biết được thật hay giả, đã hạ lệnh mở nắp quan tài. Kết quả, sau khi mở nắp quan tài, chỉ thấy còn lại một chiếc dài. Xét ra lúc đó, tổ sư Đạt Ma đã 150 tuổi.